Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe Kia Rio, nhưng điều đặc biệt em nó là bản nhập Hàn và nhập Hàn nguyên chiếc cho em. Kia Rio đời 2010 năm được trang bị với động cơ là 1.4 và giá chào bán thì chỉ có 325 triệu thôi. Mà xe thì rất là đẹp luôn, các bác nhìn cho em này. Em đã mở hết 4 cánh cửa này, khoang động cơ máy móc luôn, để em quay cho khách hàng nhà mình cùng xem nhé. Số điện thoại hotline của em là gì ạ? 0354602790. Địa chỉ bày bán xe run bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Khách hàng nào mà yêu thích về chiếc xe Kia Rio với lốp sơn màu trắng số sàn bản nhập Hàn nguyên chiếc này của em thì hãy gọi ngay cho em ạ. Động cơ thì em đang quay đây ạ. Ụ giảm chấn giảm sóc này, tai đèn này cực kỳ đẹp luôn. Máy số này cực ngon luôn nhé các bác nhé. Yên tâm một điều như vậy luôn. Đã mua xe và xem xe bên em đây Hương ô tô Hải Dương thì các bác chỉ cần cho em 1% thôi, 1% tin tưởng. Em sẽ để cho khách hàng nhà mình 99% sự hài lòng nhé. Kể cả là keo chỉ zin này, máy móc này em đều cam kết cho mình, không đâm xô, không ngập nước. Em đã quay được bên trong trái tim của chiếc xe mà đã đẹp như thế này rồi, tự tin khoe rồi, thì em cũng sẽ quay luôn cả bên ngoài hình thức của xe cho khách hàng mình xem này. Nội thất là với lốp sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Điều đặc biệt của em Kia này là cái mặt tản lưới này, lưới tản nhiệt này, cũng như là khoang ở dưới nhìn rất là đặc trưng của Kia luôn. Đèn là đèn gầm, là sẽ là đèn bi salon này. Đèn pha là halogen cực kỳ sáng và sắc nét, có giải đèn phá xương đầy đủ cho em nhé. Đây, cái phần này họ thiết kế là giống là giả đèn nét thôi, nhưng không phải là giả đèn nét, không phải đèn nét đâu ạ. Chỉ là giả đèn nét thôi. Lốp xe các bác nhìn này, một dàn lốp còn như mới kính cong luôn. Một dàn lốp cực mới luôn. Phanh Nga BS chống bó cứng đầy đủ cho em. Đời 2015 thì nói không với mục mọt này. Em đang mở hết ra đây. Gương kính thì liền đời, đời 2015. Mà chỉ số của gương là 2011, chứng tỏ một điều là gì ạ? Là liền đời theo xe. Khi các bác đi xem xe cũ thì các bác để ý một điều đấy cho em nhé. Keo chỉ zin đầy đủ 4 cánh cho em. Táp ly không hề có một dấu hiệu là mòn hay là bóng này. Móc khóa cửa này, tại vì em đang mở cửa lên là nó có lút cái tiếng kêu tinh tinh, đấy là đang báo là mình đang mở cửa này. Từng con ốc nhỏ nhất thì em Lê Hương cũng quay luôn cho khách hàng nhà mình. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Và điều đặc biệt là với bộ ghế da. Ghế da này là em đã lên đời nhá. Áo da cao cấp này là em đã may lại đấy ạ. Lên đời. Lên đời của bộ ghế da mới này. Từng con ốc nhỏ nhất cũng như là móc khóa này thì em cũng quay luôn để các bác cùng thẩm giúp em ạ. 125 triệu số sàn mà lốp sơn thì màu trắng gọi là đẹp luôn. Lốp sơn màu trắng đẹp này, đóng cửa chắc chắn nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động lạ. Gương kính là từng ô kính nhỏ nhất em đã cam kết rồi, không đâm xô và không ngập nước, gương kính liền đời. Keo chỉ zin 4 cánh cửa này. Đây là đờ bấm đinh tán cho em nhé. Có hộc để đồ cá nhân cho em này, bẹ chống mỏi tay này, móc khóa này. Từng con ốc nhỏ nhất đây, áo da cao cấp luôn. Ghế da này. Bác khách hàng nhà mình khi mà sở hữu chiếc xe Kia Rio đời 2015 này của em này, các bác sẽ là người phá nhá. Người sẽ là người bóc tem luôn cái áo da này của em mới may đây. Đẹp căng luôn ạ. Móc khóa thông minh này. Đấy, đóng cửa nhẹ nhàng không hề có tiếng kêu nạ nhá. Lốp xe các bác nhìn này, đời 2015 lốp xe này, mới chưa? Bóng chưa? La răng này. Hai phanh bánh trước là phanh ABS chống bó cứng này, hai bánh sau là phanh tang chống này. Em đứng ra góc bên này cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng này. Một cái buổi chiều mát mát như thế này, đánh một chiếc xe Kia Rio với lốp sơn màu trắng đẹp ra. Kể cả khách hàng đi gia đình, đi dịch vụ đều ok cho em. Em sẽ mở ra luôn khoang cốp nhé, vì em không cầm chìa khóa. Mở luôn khoang cốp của chiếc xe, các bác có thể mở khóa khiển, cũng có thể mở ở đây này. Là sẽ ra được khoang cốp của chiếc xe này. Với thiết kế là bản sedan 2 đầu thì khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em. Ui, phải gọi là xuất sắc ạ. Em Hương đã nói rồi, một video nào mà em quay nên mà em khen một chiếc xe xuất sắc thì nó phải là đẹp căng nên mới gọi là xuất sắc nhá. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng tích lốp này, sàn bệ còn đẹp như thế này cơ mà. Xe đẹp như thế này mà không chốt ngay, giá chỉ có 325 triệu. Không chốt ngay thì mua xe nào đúng không ạ? Biển thủ đô Hà Nội cho em. Thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên này. Đây các bác nhìn cho em này. Còn nguyên những sticker này, keo chỉ zin nắp capo đây. Xuất sắc luôn ạ. Máng nước hai bên này. Biển thủ đô Hà Nội. Động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về mức tiêu hao nhiên liệu của em nó ạ. Không hề tốn xăng đâu ạ. Cam lùi đầy đủ cho em. Có hai cái đèn gầm phía sau ở khu vực đèn hậu nhá.
Đèn hậu phía sau được thiết kế to bản, ăn sâu vào lắp cốp cực kỳ sáng này. Vừa bên nắp cốp vừa bên thân hông này, ngang cũng nhìn thấy mà phía sau cũng nhìn thấy luôn, nên là đi cực kỳ an toàn, ra hiệu cho người phía sau ạ. Lốp đẹp này, ghế da đẹp này, nội thất máy móc đẹp mà giá thì cực kỳ yêu luôn. Đây các bác nhìn này, la răng thể thao này, phanh lốp cực kỳ đẹp luôn ạ. Nếu như khen nhiều quá thì nó sẽ thành một cái gì đấy hơi lố, nhưng mà em phải công nhận rằng em này rất là đẹp luôn. 325 triệu ạ. Nhấc máy lên đi ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Giá 325 triệu này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình để đi lại không phải vất vả này. Cũng như là khách hàng đến xem xe thiện chí thì em vẫn bớt thêm cho khách hàng nhà mình, ra lọc thêm nhé. Đây, gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Gương kính cụp chỉnh auto tự động cho em này, keo chỉ zin 4 cánh cửa này. Đây, sticker của nhà sản xuất đây. Sticker này, thông số của xe này, móc khóa này, từng con ốc này còn sáng đẹp như thế này, không hề có một chút nào là xước sơn của vặn xoáy cả. Bây giờ thì em đang bước vào trong khoang nội thất của xe. Đấy, đóng cửa vào phát là hết cảnh báo luôn. À, hôm trước thì bác chủ cũng có bọc cho em vô lăng, mặc cho em cái vô lăng là một cái áo. Nhưng mà vì em rửa bị ướt thì là em tháo ra rồi. Tay em ướt em tháo ra nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn cho em này. Đời 2015, order chuẩn đây. Order chuẩn 7 vạn luôn nhá. Màn hình giải trí, ôi ôi thời tiết Hải Dương nó vừa oi vừa bức. Mà lên trên xe bật điều hòa lên sao nó lại mát sâu mát thế. Cổng sạc 12V có 2 chiếc cho em này. Cổng USB này, cổng AUX này, sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài này. Màn hình còn đầy đủ cho em nhé. Màn hình đây ạ. Da này các bác nhìn này. Cái trần này, trần này là trần lỉ nhưng mà bọc ni lông sạch sẽ rồi. Vô lăng có tích hợp các phím bấm này, túi khí an toàn. Kia Rio đời 2015. Gương kính thì auto cho em. Order chuẩn đây, 7 vạn ạ. Radio này, đầu DVD đầy đủ luôn. Màn hình giải trí đây, đầu DVD này. Hẳn còn đĩa các bác nhìn nhé, hẳn còn đĩa này. Đó, bác chủ cũ chắc là người thích nghe nhạc rồi, giống em Hương. Phải vừa cuộc sống phải có âm nhạc thì nó mới hoàn hảo được. Đây nhá, đây là cần số của em nó này, áo da mới căng luôn. Phanh tay sạch sẽ. Xe này rất là thơm luôn. Điều hòa mát không muốn đi ra luôn đấy ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất này, từng con ốc nhỏ nhất này, nội thất này, máy móc này, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn đời 2015, giá chào bán chỉ có 325 triệu. Động cơ trang bị là 1.4, ghế da đẹp, máy số cực ngon luôn. Và em cũng cam kết khách hàng nhà mình luôn là không đâm xô, không ngập nước. Giá ở trên em báo là 325 triệu, vẫn còn linh động thêm về giá nhé. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sau video này của em thì sẽ nhận được nhiều cuộc gọi thiện chí từ khách hàng nhà mình. Và bây giờ thì em cũng muốn thông báo là em sẽ thay đổi buổi báo giá livestream của em vào lúc 19 giờ các ngày. Thời tiết nó sẽ mát mẻ hơn để em có năng lượng để báo giá và cũng như là cắt xả lỗ tất cả các dòng xe bên em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào video tiếp theo ạ.